Hôm nay á thì tôi chia sẻ cho các anh chị một cái chủ đề mà thú thực đây là cái chủ đề tôi rất tò mò từ cái thời ngày xưa đi học lớp 8 tôi đã tò mò cái chủ đề này rồi. Tức là hồi đó chúng tôi không có khái niệm, hồi đó mình còn bé mình không có khái niệm tâm linh là gì. Mình chỉ có một cái khái niệm duy nhất thôi là cái gì kỳ bí thì mình tò mò. Càng kỳ bí càng thắc mắc thì mình càng tò mò vậy thôi. Và vì cái sự tò mò của chúng ta đến với những cái gì kỳ bí nên nó dẫn đến một cái vấn đề là người ta cứ hiểu tâm linh là phải kỳ bí, cứ hiểu tâm linh là phải kỳ bí. Về sau tôi đi học khá nhiều vị thầy khác nhau, vì bản thân là mình muốn mình đi học khá nhiều vị thầy khác nhau thì tôi lại thấy là hình như tâm linh nó không còn quá phức tạp như mọi người nghĩ nữa. Nó là một cái gì đó rõ ràng hơn. Và đến bây giờ là bốn mươi mấy gần 50 rồi thì tôi lại thấy là tâm linh nó rõ nét hơn nữa. Thì trên cái nền tảng mà mình trải nghiệm từ hồi nhỏ, từ hồi lớp 8 đến bây giờ, tôi là người rất thích học về Đông Phương học. Mà các môn Đông Phương học thì nó hơi kỳ bí một tí, hơi bị mang danh là mê tín một tí. Thì các bạn nhìn lên trên cái màn hình các bạn sẽ thấy có anh Minh, thì lát nữa anh Minh sẽ ra chia sẻ thêm cho chúng ta ở một cái góc độ là tâm linh ứng dụng vào trong giáo dục. Tức là có những cái trường học nó đi vào nhánh tâm linh. Và trên thế giới cái này bây giờ nó rất phổ biến rồi. Cái nhóm của chúng tôi làm việc là làm việc ở Viện Đào tạo Bách Khoa ở hệ thống trường Tuệ Đức, cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng gọi là cộng đồng sống tử tế. Đó. Có những cái mảng liên quan đến câu lạc bộ dạy con nên người, dạy con trong hạnh phúc. Có một cái làng nho nhỏ gọi là làng hạnh phúc ở biển để chúng tôi cùng sinh hoạt với nhau. Đây là những cái làng nghiêng về tính cộng đồng, các anh chị có thể lên Google các anh chị tìm. Vì tâm linh là một cái ngôn từ chúng ta khó định nghĩa nên hầu hết chúng ta mê tín về nó và hầu hết chúng ta hư cấu với nó. Ở đây chúng ta thử đi một vài cái định nghĩa. Cái định nghĩa đầu tiên này, khoa học là gì? Đặc biệt là khoa học thực nghiệm. Cái khoa học mà chúng ta công nhận hiện bây giờ nó gọi là khoa học thực nghiệm, tức là mình phải sờ nắn được, đo lường được. Còn cái gì mờ mờ ảo ảo là mình bảo thằng này nó nói không khoa học. Cái gì nó phải thống kê được, sờ nắn được, đo lường được. Rồi trong cái quá trình nó nghiên cứu như vậy thì lại có một số cái vấn đề là người ta vẫn không đo lường được. Ví dụ như giấc mơ là không đo lường được, suy nghĩ của chúng ta là không đo lường được. Nhưng buổi tối ngủ ai cũng mơ, người mơ ít, người mơ mơ nhiều, người một năm mơ được vài lần nhưng có những người thì cả đời mơ. Nhưng mà ai cũng đã từng mơ, đâm ra người ta mới coi giấc mơ là một cái món để nghiên cứu. Mà đã nghiên cứu nhưng lại không sờ nắn nó được, thế là người ta ghép nó sang một cái món gọi là tâm lý. Nó là một quá trình diễn biến của tâm mà từ đó rút ra một số cái quy luật chung để từ đó giải thích và áp dụng cho con người và xã hội. Tâm lý là một cái giai đoạn trung gian là vì lý do là quá nhiều người thấy nó, quá nhiều người biết mình đang suy nghĩ, quá nhiều người biết mình có giấc mơ. Nên chúng ta coi nghiên cứu suy nghĩ, nghiên cứu giấc mơ là thuộc về tâm lý. Nên người ta gọi là tâm lý học. Nhưng lại có những cái thứ mà chúng ta nghiên cứu nó không ra và rất ít người thấy. Số lượng người thấy ví dụ nó còn 1/1000 hoặc 1/1000000 thôi, thì thông thường chúng ta lại đẩy nó xuống một cái mờ hơn gọi là tâm linh. Nên thằng tâm lý này này nó là trung gian giữa khoa học và tâm linh, trung gian giữa cái chúng ta biết trên nền tảng đong đo chứng minh được và cái mà chúng ta mờ mờ ảo ảo với nó. Thì cái thằng trung gian đó nó gọi là thằng tâm lý, ai cũng thấy nó nhưng hỏi đong đo đếm như thế nào thì nó mờ đi. Còn cái thằng mờ hẳn đi là thằng tâm linh, mờ hẳn đi. Tâm linh là các quy luật hiện tượng chưa thực nghiệm được hoặc thực nghiệm được với một số ít người. Vì với một số ít người nên số còn lại nó bảo là cái đám đó là không khoa học.
Và tâm linh thường được chia thành hai loại, mê tín và tỉnh tín. Tức là tin thôi, không cần chứng minh. Còn một loại là các bạn phải trải nghiệm với nó, kiểm nghiệm với nó, thực chứng với nó, cảm nhận được nó, thì lúc đó chúng ta mới tin. Chúng ta tưởng tượng nếu mà chúng ta có một cái điện thoại smartphone bây giờ, các bạn nhấc lên, các bạn gọi sang Mỹ, xong cho nhìn thấy mặt nhau video call. Bây giờ chúng ta gọi cái này là khoa học hay gọi là tâm linh? Khoa học. 100 năm trước mà có một người nào đó cầm một cái điện thoại như vậy gọi về Mỹ được, cũng thấy mặt như vậy, thì là khoa học hay tâm linh? 100 năm trước TV nhiều khi còn chưa có. Tâm linh đấy. Lúc này nó nhìn cái điện thoại của mình, nó bảo là cái này là gì? Cái gương thần trong nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian có ai đẹp giường bằng ta? Thế là hiện lên nàng Bạch Tuyết. Chắc giai đoạn đó là cũng video call thôi. Nên có rất nhiều thứ hiện giờ chúng ta coi nó là khoa học, thì cách đây 100 năm ai nói về điều đó, họ bảo thằng này là tâm linh hoặc thằng này là thần kinh. Bây giờ chúng ta lại tưởng tượng này, các bạn ở một bộ tộc bộ lạc trong rừng rậm Amazon, chưa bao giờ được tiếp xúc với con người hiện đại. Các bạn vẫn còn đi ngựa, vẫn còn chạy bộ, vẫn còn săn bắn bằng giáo, bằng cung, bằng tên. Tự nhiên một ngày đẹp trời có một chiếc máy bay trực thăng nó hạ cánh xuống cái bộ tộc bộ lạc đó. Thì đến bên cạnh các bạn sờ thì có phải cái máy bay trực thăng là một cục sắt trong nặng vô cùng, hàng trăm người khênh không nổi. Vậy là cục sắt biết bay là tâm lý hay tâm linh hay khoa học? Đối với cái người ở rừng rậm Amazon, cục sắt biết bay là một vấn đề tâm linh. Nhưng đối với chúng ta là một vấn đề khoa học, vì chúng ta chứng minh được nó, chúng ta thực nghiệm được nó. Như vậy đến một ngày đẹp trời nào đó, các bạn sẽ thấy các hiện tượng về tâm linh mà chúng ta chạm được vào nó, phổ quát được nó, thì lập tức chúng ta lại gọi nó là khoa học. Chúng ta lại gọi nó là khoa học thôi. Từ thế kỷ thứ 17 trở về trước thì quan điểm của cả cái thế giới này là trái đất phẳng, và mọi hành tinh là quay quanh trái đất. Tại vì nếu mà trái đất tròn thì chúng ta phải trượt chứ. Mà chưa có ai đi vòng quanh được trái đất cả, chưa ai chứng minh được. Thế kỷ thứ 17 trở về trước. Vậy một người nào đó nói trái đất tròn và trái đất quay, thì người đó một là tâm thần, hai là tâm linh. Những người nào mà họ bảo thủ thì họ bảo người đó là tâm thần. Những người nào họ thấy cái này nó còn mờ mờ ảo ảo, thằng này hình như nó tâm linh. Còn những người nào mà khoa học hơn một chút thì bảo hình như thằng này nó dự đoán được tương lai. Cũng thế thôi, hao hao nhau cả. Rồi trong cái mảng tâm linh này này, thì có những cái mảng mà chúng ta không hiểu gì mà chúng ta vẫn theo. Ví dụ như là các bạn xin ấn ở những cái chùa, những cái đình, mỗi một năm phát vài vạn cái ấn, mỗi cái ấn mua mấy chục nghìn để cầu may, thì cái này nó có giống trúng vé số không? Mua vé số không? Chẳng biết bao giờ mình may. Như vậy là về bản chất nó là mê tín, hay nó là trấn an tâm lý, hay nó là cả hai? Các bạn lên trên chùa, lên trên một số cái đình, các bạn xin những cái ấn bỏ ra mấy chục nghìn, xong các bạn đốt cái ấn đó, về đọc lầm rầm, rồi thắp nhang, đốt cái gì đó không cần biết. Thế là đinh đinh là năm đó mình may mắn. Vậy cái quan điểm đó, nó là tâm lý, trấn an tâm lý, nó là tư duy tích cực. Mình tự kỷ ám thị là tôi đã có cái bùa của cái Thánh Trần rồi, nên năm nay tôi phải may. Vậy nó là một dạng trấn an tâm lý, nó là một dạng NLP đấy. Nó là một cái dạng kỳ âm thị, hay nó là một dạng mê tín, hay là cả hai? Cả hai đúng không?
Chúng ta dựa vào một cái điều chúng ta không hiểu để chúng ta lên dây cót tinh thần cho mình. Cái phần mà chúng ta lên dây cót tinh thần cho mình nó là thuộc phạm trù về tâm lý, tư duy tích cực. Còn một cái dạng mà chúng ta mượn một cái điều không hiểu để chúng ta làm thì là một dạng mê tín. Mê tín tức là tin mà không hiểu, mê là không hiểu, tín là tin. Tỉnh tín là tin nhưng mà tỉnh táo, tin mà phải hiểu. Nên chúng ta lướt qua ba cái khái niệm này nhé. Chúng ta nhìn hai cái bức hình. Một cái bức hình là người dân Việt Nam chúng ta và ngay cả thế giới cũng bị vấn nạn này, chả riêng gì Việt Nam. Nó là hình thức khác thôi. Tức là mỗi một tháng có cái ngày rằm hoặc những cái ngày lễ, chúng ta đi rất đông, hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người đi lễ, đạp lên nhau mà chết. Ở những cái vùng tôn giáo mà nó mạnh, nó còn đạp lên nhau mà chết. Rồi họ cúng bái xì sụp nửa ngày một ngày, rồi họ đi về và họ yên tâm một năm. Còn một dạng là gì? Cũng là đến với tâm linh, nhưng mà họ học, họ hiểu và họ thực hành nó. Họ học, họ hiểu và họ thực hành nó. Thiền là chúng ta phải thực hành, hay đọc một quyển sách là biết thiền. Đạp xe là phải thực hành, hay là đọc một quyển sách về đạp xe là biết đạp xe. Đi bơi là đọc một quyển sách về bơi là biết, hay phải xuống hồ bơi tập bơi nữa. Nên có rất nhiều thứ là chúng ta học thì còn phải thực hành nữa, nó mới dẫn đến hiểu. Còn học mà không có hành là không có hiểu. Thì cái dạng này này, cái dạng chủ động có học và có hành để hiểu này này, là cái dạng tỉnh tín. Còn cái dạng chỉ cần tin thôi, không cần hiểu, thì gọi là mê tín. Một dạng là chủ động, còn một dạng là thụ động. Người thụ động vì tâm lý họ lười, họ lười đâm ra họ không cần hiểu, hiểu nó mệt lắm. Còn ở bên đây họ phải học, rồi họ phải thực hành, nhiều khi mất 5 năm, 10 năm, rồi lúc đó cái trình độ về mặt tâm thức, về tâm linh nó mới lên, nó mới thực chứng được. Nên khi chúng ta hiểu để chuyển hóa cuộc sống cho tốt đẹp hơn thì là người tỉnh tín, còn ngược lại là người mê tín, tin mà không cần hiểu. Chúng ta biết một cái tác phẩm rất nổi tiếng của một cái giáo sư người Nhật nghiên cứu cách đây loanh quanh 100 năm. Nhà sách Thái Hà có xuất bản cái quyển này, Thông điệp huyền diệu từ nước. Thì cái ông giáo sư này này, ông ta mới lấy những cái phân tử nước, sau đó ông ta phóng to lên hàng nghìn lần. Những cái tinh thể nước ướp lạnh này này, ông ta phóng to lên hàng nghìn lần, thì nó ra những cái hình thù khác nhau. Cũng là phân tử nước mà tại sao hình thù nó khác nhau. Và ông ta bắt đầu kiểm chứng. Kiểm chứng lấy ở những cái khe núi sạch, và lấy ở những cái nước mà nó đi qua thành phố, tức là nước nó bị ô nhiễm. Ô nhiễm mà đã lọc rồi đấy các bạn nhé, lọc bụi, lọc cặn đấy đó. Thì ông ta đo lại, ông ta phóng lên hàng nghìn lần thì nó như thế này. Đây là những cái nguồn nước tương đối sạch, nước nguồn này, ở trên núi này, băng ở Nam Cực này, đó. Rồi vấn nạn ô nhiễm này, nước ở một cái hồ, mà hồ này thì càng ngày càng ô nhiễm, nước ở một cái dòng sông chảy qua những thành phố lớn. Đây không phải là lấy nước đục đâu các anh chị, lấy nước rồi về lắng cho nó trong, rồi phóng to lên hàng nghìn lần, các phân tử nước nó vẫn cứ méo mó. Xong cũng từ một cái đập mà bị ô nhiễm đó, cũng là từ cái đập đó, thì được một cái đoàn Phật tử tiến hành một buổi cầu nguyện trên đó, những cái lời kinh Phật đọc ở trên đó. Sau đó ông ta lại lấy cái nước đó, ông ta phóng to lên hàng nghìn lần, thì ông ta lại thấy cấu trúc nó khác đi, hình thù nó đẹp hơn hẳn. Như vậy là cái tâm thức của chúng ta gửi đến nó, và nó làm thay đổi cấu trúc phân tử nước. Các bạn để ý cái này rất rõ này. Đây là ông này ông làm thí nghiệm thôi, chứ bây giờ các bạn cứ để ý ngay trong cuộc sống của chúng ta, cái này rõ vô cùng. Các bạn đang ngồi đây, đang nghe một cái buổi chia sẻ, tâm của các bạn đang chẳng có gì phải lo lắng bất an cả, cơ thể nó bình thường,
Tự nhiên các bạn nhận được một cuộc điện thoại. Người nhà báo ba bị tai nạn vô bệnh viện, chấn thương sọ não, chắc là không qua khỏi đâu. Chỉ nghe một cái tin đó thôi thì lập tức toàn bộ cơ thể của các bạn nó hoảng hốt và nó sụp đổ. Người nào vững thì nó chỉ dừng ở mức độ hoảng hốt, lo lắng, bất an thôi. Còn người nào mà không vững thì nó còn sụp đổ, nó thành uể oải, mệt mỏi và thậm chí ngất xỉu. Như vậy chỉ có một cái câu nói sau có 5 giây thôi, tại sao nó tác động toàn bộ lên cơ thể của mình. Cơ thể thấy nó mệt mỏi luôn nhá. Vì bản chất nếu mà nói về vật lý là cơ thể vẫn như cũ chứ, chỉ có tâm lý thay đổi thôi. Nhưng ngược lại, cũng 5 phút sau mình choáng như vậy, 5 phút sau điện thoại lại: xin lỗi các anh chị, người đó là người khác, tôi nhầm với bố của các anh chị. Thì ngay lập tức các bạn lại tỉnh trở lại, lại tỉnh queo trở lại, lại thấy hết buồn ngay sau 1-2 phút. Như vậy là những cái câu mà nó tác động vào tâm thức mình mạnh á, nó ảnh hưởng đến cái thân của mình ghê. Đó là lý do vì sao cái người nào mà tâm thức bị yếu, tâm thức hay suy nghĩ tiêu cực, người đó dễ bị bệnh về thân. Thân họ hay uể oải, làm việc không đến nơi đến chốn được, và về sau nó sinh ra những cái bệnh khó chữa. Khúc nhạc đồng quê Beethoven, một bản nhạc khác đây, tức là ông này ông cho nước nghe nhạc, nước nghe nghe nhạc, thì cấu trúc nó cũng tương đối đẹp. Vấn đề là nhạc gì nó quan trọng. Một vũ khúc dân gian, một khúc kinh Phật kiểu Nhật Bản. Đây là kinh Phật kiểu đọc không hiểu gì cả đấy nhá. Kinh kiểu Mohammed tát qua tát lại đây. Đấy. Còn kinh mà đọc hiểu thì nó khác. Kinh làm cho tâm của chúng ta hướng thiện và sáng ra nó khác. Còn kinh mà đọc không hiểu vẫn là mê tín. Còn đây là nhạc rock loại nặng. Nên chúng ta để ý những cái người nào mà thích nghe nhạc rock nặng là thường tâm lý của họ dễ bất an. Còn những cái người mà nghe nhạc nhẹ thì tâm lý của họ ổn định hơn rất nhiều. Và người nào không bao giờ nghe nhạc thì một là tâm lý cực ổn, hai là đi bệnh viện tâm thần, không còn nhu cầu nghe nhạc nữa. Nên các bạn mới thấy não của chúng ta là toàn nước thôi gì nữa. Não của chúng ta loãng toàn 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 nước thôi, chắc 95% là nước. Còn cơ thể của chúng ta thì khoảng 80% là nước. Người của chúng ta nhìn oai như thế này thôi, thả vào cối xay là như ly sinh tố chẳng khác gì, toàn nước thôi. Nên chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái luồng tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái lời nói. Rồi, tình yêu và sự cảm kích, cảm ơn. Còn ở đây nói cái câu về ông Hitler, cứ đọc tên ông Hitler lên rồi nói câu mày làm tao phát ốm tao sẽ giết mày, là lập tức các phân tử nước nó méo mó liền. Qua cái điều này chúng ta nhận ra điều gì? Là nước lưu lại những sự rung động và năng lượng từ môi trường mà nó đang tồn tại, bất kể đó là môi trường độc hại, ô nhiễm hay môi trường tự nhiên và tinh nguyên. Mà con người chúng ta thì khoảng 80% là nước. Vậy nếu chúng ta làm sạch được tâm thức của mình, lắng nghe những cái điều sạch sẽ, đọc những cái điều sạch sẽ, xem những cái điều sạch sẽ, suy nghĩ sáng suốt, thì toàn bộ cơ thể của chúng ta nó bước sang một cái trang mới. Và đây là một cái lý do vì sao mà các bạn để ý mấy cái đứa nhỏ nó chơi game online nhiều quá, nó lên YouTube, nó xem phim bậy bạ nhiều quá, thì những đứa nhỏ đó lớn lên có xu hướng bạo hành hoặc có xu hướng trầm cảm, ba mẹ không dạy được. Là vì nó nạp những cái đó vào. Rồi, qua cái công trình của cái ông giáo sư người Nhật thì chúng ta nhận ra một điều là một phân tử nước nó bị ảnh hưởng bởi những cái tư duy, bởi những cái suy nghĩ, bởi những cái lời nói, bởi những cái âm thanh hướng thiện, những cái âm thanh trong sạch, những cái âm thanh nhẹ nhàng hướng thiện, thì nó có xu hướng phân tử đó nó tròn trịa hoặc là nó đẹp.
Còn những cái gì thuộc về nặng nề, giống như nhạc rock, giống như câu chửi, giống như câu tao giết mày, thì nó lại méo mó cái phân tử đi. Nên chúng ta để ý, chúng ta bước về nhà, bạn nào mà làm chồng á, bước về nhà mà câu đầu tiên mở đẩy cửa ra mà vợ cằn nhằn, rồi vợ chửi thêm một câu, chửi xéo một câu, là mặt các bạn nhăn lại liền, chưa chờ phân tử nước nó nhăn đâu, mặt nó đã nhăn lại rồi. Vì năm nay là tôi lấy vợ được 22 năm, tôi quá hiểu cái vấn đề này. Nên lúc này mình phải luyện nha các bạn nhé, luyện. Lúc đó là mượn cảnh để luyện tâm. Vợ có cằn nhằn thì phải cố luyện mà nó vui hoan hỷ. Vì mình hoan hỷ là có lợi cho mình, sau đó mới có lợi cho mọi người. Ông Einstein các bạn thấy không? Ông này ông suy nghĩ nhiều nên tóc ông mọc cũng bất thường. Suy nghĩ nhiều, tóc mọc rất là tốt. Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo của vũ trụ, bao trùm cả tự nhiên và tâm linh. Nó phải được căn cứ trên cảm nhận phát sinh từ kinh nghiệm của tất cả mọi thứ tự nhiên và tâm linh như một sự hợp nhất đầy đủ ý nghĩa. Đạo Phật trả lời cho những sự mô tả này, nếu có một tôn giáo mà có thể đương đầu với những nhu cầu của khoa học hiện đại, đấy sẽ là Đạo Phật. Chúng ta mới nhìn thấy một điều là hơi là lạ là tất cả những nhà khoa học, đặc biệt là những nhà khoa học về vật lý, thì khi về già họ đều bước sang tâm linh rất nhẹ nhàng. Tại sao? Tại sao những nhà khoa học vật lý thì họ bước sang tâm linh rất nhẹ nhàng? Ông David Bohm cũng thế, ông Einstein cũng thế, rất nhiều nhà khoa học đều như thế. Thì khi mà tôi để ý cuộc đời của những nhà khoa học vật lý thì tôi phát hiện ra là cái góc nhìn vật lý của mình đủ sâu và đủ xa thì nó đẩy đến cái góc nhìn về tâm linh. Đẩy đến góc nhìn về tâm linh. Còn góc nhìn vật lý của mình mà nó bó hẹp lại thì cái tâm thức của chúng ta nó bó hẹp lại. Đó là lý do vì sao á mà các bạn để con ở nhà, dù nó là một căn biệt thự nhé, nhiều quá không cho nó ra ngoài cuộc đời trải nghiệm, thì lớn lên tâm thức của nó không mở ra được. Tâm nó không mở ra được thì làm gì nó có cái tấm lòng với mọi người. Tâm không mở ra gì bước vào cái lĩnh vực tâm linh được. Tâm linh bản chất các bạn mà nhìn sâu vào, nó chỉ là tâm thức thôi, nhưng tâm thức một cách sâu sắc, chiều sâu của tâm thức chính là tâm linh. Nhưng vì tâm thức chúng ta không đo lường được nên chiều sâu của nó chúng ta mờ đi và chúng ta gọi nó là tâm linh thôi. Rồi từ đó chúng ta gán ghép mọi vấn đề mà tâm thức nó không hiểu đều là tâm linh. Trong những cái môn học về tâm linh á, thì chúng ta tạm gán ghép nó là tâm linh nhé, nhưng còn ở bên Đông Phương học thì nó chỉ gọi là những cái môn Đông Phương học thôi. Môn cảm xạ học, môn chiêm tinh phương Tây. Môn phương Tây thì tôi chưa được học. Chiêm tinh phương Tây rồi mười mấy cung hoàng đạo, rồi tại sao cái cung hoàng đạo này thì nó như thế, chúng ta mới thuộc thôi chứ chúng ta đâu có hiểu nó đâu. Chúng ta không có lý giải tại sao cái cung này nó lại là như vậy. Rồi về thôi miên, rồi đông y, đặc biệt là đông y châm cứu là khoa học vẫn không chứng minh được. Tại sao người ta cầm cái kim đâm vào mấy cái huyệt đạo? Huyệt đạo đó cũng không chứng minh được nó là huyệt đạo luôn. Mà một người đang bị đau, hết đau, một người đang bị bệnh, hết bệnh. Thì những cái này là bên phương Tây họ không chứng minh được. Nhưng nhờ cái môn châm cứu này này, nó rõ nét quá, tức là những người châm cứu giỏi, 10 người họ có thể xử lý được 9. Đâm ra là nó thống kê đủ lớn thì nó lại coi châm cứu là hợp lệ, mặc dù nó không chứng minh được. Rồi một cái môn hàng nghìn năm là môn yoga. Thì hiện giờ yoga khắp nơi trên thế giới là tập về thân. Còn bản chất yoga nó là một cái môn nghiêng về tâm. Khởi điểm nó là thân nhưng về sau nó phải bước sang tâm. Đó là nó nằm trong một phần của kinh điển Vệ Đà đấy. Rồi môn nhân tướng. Nhiều người bảo nhân tướng là một cái gì đó bói toán. Chúng ta hoàn toàn dùng nhân tướng làm bói toán được. Nhưng mà bây giờ hỏi các anh chị này, các anh chị dùng thị trường chứng khoán làm bói toán được không? Chúng ta học về kinh tế học, chúng ta học về thị trường chứng khoán, chúng ta có bói được không? Chúng ta đoán là 6 tháng nữa nó sẽ lên được không?
Đấy cũng là bói toán đấy. Bói toán là gì? Là chúng ta dự đoán tương lai chứ có gì đâu. Như vậy nếu cái dự đoán của chúng ta có luận cứ vững chắc, có logic, có chứng minh đàng hoàng thì không được gọi là bói toán. Còn bói toán chỉ trên nền tảng là chúng ta không hiểu mà chúng ta tin thì gọi là bói toán. Mà cuộc đời nếu mà như vậy thì chúng ta xem bói nhiều lắm. Các anh chị lập gia đình có phải là xem bói không? Lấy vợ lấy chồng có xem bói không? Quen nhau một vài tháng, một vài năm rồi lấy nhau có chắc là hiểu người vợ của mình chưa? Có chắc là hiểu của người chồng của mình chưa? Chưa hiểu mà đã cưới, tức là vẫn cứ đoán là cuộc đời cứ cưới đi rồi nó sẽ hạnh phúc. Đấy có phải là bói toán không? Đấy là có phải đánh bài với cuộc đời của mình không? Mà sao tỷ lệ ly hôn bây giờ nó tăng lên nhiều thế? Tức là trình độ bói toán của mình càng ngày càng đi xuống. Chiều sâu của cái môn nhân tướng á, nếu mà các bạn đi sâu vào thì nó chính là nhân quả. Chiều cạn của nó thì nó là giống như xem bói vậy đó. Giống như là dự đoán tính cách thôi. Còn ở mức giữa thì nhân tướng chính là nhân sự. Xem nhân tướng để hiểu người chính là nghề nhân sự. Môn tử vi là xem về ngày tháng năm sinh của mình khi mà mình sinh ra, ngày tháng năm giờ sinh của chúng ta. Trong tử vi nó còn có cái giờ vào chứ không phải giờ ra không. Rồi cái môn kinh dịch. Môn kinh dịch là một cái môn rất lạ. Các bạn mới nhìn sang bên đây các bạn mới thấy điều gì? Ông Nguyễn Hiến Lê, một học giả nổi tiếng của Việt Nam, cũng dịch sách kinh dịch đạo của người quân tử. Một người rất nổi tiếng khác là cụ Phan Bội Châu, cũng viết một quyển về chu dịch, là kinh dịch đấy. Tên khác thôi. Ngô Tất Tố cũng viết một quyển về kinh dịch trọn bộ. Vậy nếu chúng ta coi kinh dịch là một môn bói toán, vậy những người nghiên cứu nổi tiếng như thế này họ nhầm lẫn chắc? Hay mình là người nhầm lẫn? Hay là trình độ của mình không đủ rồi mình bảo họ là mê tín? Lát nữa mình sẽ đi để các bạn hình dung thêm bên trong nó là cái gì. Phong thủy thì món này nhiều người biết rồi đúng không? Nhưng để biết đến tận cùng thì khó đấy. Mặc dù chỉ có gió và nước thôi. Thiền, đây là một cái món rất là lằng nhằng nhưng mà rất hay. Món số 10, thiền, luân hồi và thần thông. Thường chúng ta để ý mấy cái này nó đi song song với nhau. Có cái này thì nó sinh ra cái kia. Người nào đi học thiền lâu ngày thì tự nhiên họ chấp nhận cái quan điểm luân hồi một cách rất nhẹ nhàng. Và tự nhiên trong một số người đi học thiền sẽ có những người xuất hiện những hiện tượng lạ. Xuất hiện thần thông là rất bình thường. Đó. Chúng ta đi chi tiết một số nhé để chúng ta hình dung. Trong những cái môn này nè, thì môn cảm xạ học tôi không có rành. Tôi đi học hai vị thầy. Học mỗi một vị thầy khoảng 3 đến 6 tháng xong không thấy kết quả rồi tôi bỏ. Chiêm tinh học của phương Tây tôi chưa có học. Thôi miên thì tôi có đi một vài lần, cũng đưa được về quá khứ lúc 5 tuổi, chưa đưa được về tiền kiếp. Đông y thì tôi có biết sơ sơ. Yoga thì cũng ngày xưa cũng có tập, đi học nghiêm túc cũng được chắc được một năm. Đó. Còn những cái môn ở bên dưới này thì tôi có thời gian tôi bỏ ra đầu tư cũng khá nhiều. Thì tôi giới thiệu cho các anh chị mấy cái môn này. Nhân tướng. Nhân tướng là một môn học thống kê về nhân dạng của con người, đặc biệt qua khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói và hành vi. Cái khuôn mặt của chúng ta thì nó gọi là hình tướng. Còn gân xương cốt cách của chúng ta thì nó gọi là cốt cách. Đi đứng nằm ngồi, gân xương có hài hòa hay không. Rồi ánh mắt nó gọi là thần, lời nói nó gọi là khí. Và cái cuối cùng là những hành vi thái độ trong đời sống. Đứng ở dưới góc độ Phật giáo thì gọi là nghiệp. Gọi là nghiệp. Thì nếu mà các bạn soi được nhân tướng dưới 4 cái góc độ đấy thì các bạn sẽ hiểu hơn về con người và về chính mình. Các bạn nhìn vào gương các bạn nhận ra mình. Hàng ngày các bạn làm việc các bạn nhận ra mình. Thì các bạn sửa mình và biết người. Rồi các bạn ứng dụng trong chọn bạn, chọn đối tác hay chọn vợ chồng.
ứng dụng trong quản trị nhân sự, sắp xếp hay đào tạo đều được. Và đặc biệt là trong nhân tướng học là các bạn dự đoán được một phần nào tương lai, chỉ vì lý do là cái hành vi trong hiện tại của họ nó được lặp đi lặp lại thì chắc chắn nó sẽ trổ trong tương lai như thế nào mình biết. Thì cái này nó nghiêng về nhân quả. Thì khi các bạn dự đoán được tương lai thì các bạn thấu đáo hơn trong nhân sự, biết dùng nhân sự này vào việc gì và khi nào thì họ nghỉ, khi nào thì họ ở với mình đoán được, dẫn đến mình an vui và rộng lượng. Nó ở với mình cũng vui, một ngày đẹp trời nó chán nó đi mình cũng vui được. Nên bạn nào mà nắm được bí quyết này, lấy chồng lấy vợ vui vô cùng, biết lúc nào nó ở và lúc nào nó đi. Còn bạn nào mà bị ly hôn mà tức, tức là không biết lúc nào nó đi. Bạn nào mà chọn vợ, chọn chồng mà tập 2 nhé, single mom mà muốn lấy tập 2 nên đi học nhân tướng. Tử vi dựa vào ngày giờ tháng năm sinh để tác động lên trẻ. Một cái lá số tử vi nó có xu hướng cố định suốt cả một cuộc đời con người. Còn cái môn nhân tướng là nó thay đổi, ánh mắt và giọng nói nó thay đổi. Một cái con người đó hình tướng như nhau nhưng ánh mắt khác, cuộc đời nó khác. Giọng nói khác, cuộc đời nó khác. Mà ánh mắt và giọng nói chúng ta rèn luyện được. Còn một cái lá số tử vi á, các bạn sinh ra cố định ngày tháng năm giờ nào thì nó cố định cả đời. Nó gần như là cái môn sinh chắc vân tay của các bạn, là đo 10 đầu vân tay là nó cố định cả đời. Trong tử vi nó cũng khá chính xác, nó đoán được mặt mạnh mặt yếu của mình. Nó cũng đoán được một phần nào hôn nhân, phúc đức, rồi tật ách con cái của mình, đoán được phần nào. Thì môn tử vi tôi không có rành. Tôi biết nhiều người rành nhưng tôi không có rành, vì tôi học nó tôi thấy thuộc nhiều quá. Môn kinh dịch, nó còn gọi là chu dịch, vì nó được phát triển vào cái giai đoạn nhà Chu của bên Trung Quốc. Đây là một cái quan điểm nhé. Còn có cái quan điểm khác thì nó lại bảo nó phát triển từ cái giai đoạn nhà Việt, phát triển ở trên cái dân tộc Bách Việt cơ, tức là nó phát triển ở Việt Nam mình. Đó thì tùy. Cái đó đối với tôi thì không quan trọng. Quan trọng là cái môn này nó hay chỗ nào và nó ứng dụng được cái gì thôi. Kinh dịch nói về 64 quy luật của vũ trụ, sự hình thành, phát triển, vận hành của những sự vật hiện tượng. Và trong kinh dịch thì nó dùng hệ nhị phân, nó dùng âm và dương, vạch liền và vạch đứt, tức là nó dùng hệ nhị phân. Và chúng ta để ý, cái mảng công nghệ thông tin của chúng ta bây giờ toàn bộ lấy từ hệ nhị phân ra hết. Trong cái kinh dịch này này, khi mà chúng ta hiểu những cái quy luật của vũ trụ nó vận hành để mà chúng ta nương theo mà chúng ta sống á, thì gọi là sống thuận thiên mà hành đạo là tốt. Nhưng có những người lại lợi dụng vào những cái điều này để mà kiếm trác về cho mình, để mà bói toán, rồi để mà cơ hội lợi dụng thắng nhau trong những cái vụ hợp đồng kinh doanh. Thì những cái đó nó dễ dẫn đến mê tín. Vì các bạn có khẳng định được là cái người xem cho mình đúng không? Có chắc không? Nó dễ dẫn đến mê tín và dễ dẫn đến bị lệ thuộc vào kinh dịch. Nên nó có cái mặt phải và nó có mặt trái của nó. Nói chung môn nào cũng thế. Mặt phải là hiểu nó sâu sắc thì nó giúp ích cho mình. Hiểu nó nửa vời, mắc kẹt với nó thành mê tín thì coi chừng nó hại mình. Phong thủy. Phong thủy là những cái quan điểm của người ngày xưa về sự chuyển động của đất, của nước và của gió. Thì môn này tôi cũng không có rành, vì học mà không kiểm chứng được. Tức là tôi có bỏ thời gian ra học mà không kiểm chứng được. Ngày xưa tôi xây 2 căn nhà liền nhau, mỗi căn cách nhau khoảng 1.5 năm, nên tôi đọc sách phong thủy cũng nhiều, đi học cũng nhiều. Tôi với bà xã tôi là phạm cung tuyệt mạng trong phong thủy bát trận, là tôi với bà xã phạm cung tuyệt mạng. Thì khi đi xem mấy cái ông thầy nổi tiếng thì mấy ông thầy mới can bảo phạm cung tuyệt mạng lấy nhau không tốt. Thì chúng tôi lấy nhau đến bây giờ là 22 năm rồi, chưa chết. Cung tuyệt mạng là nó phải chết chứ. Thì rõ ràng là chưa chết.
thì tôi quên mất là giai đoạn đó chưa hỏi mấy cái ông thầy đó là khi nào thì chết. Biết đâu mấy ông đó nói 70 năm nữa chết thì vẫn được, đúng không? Nên rõ ràng là phạm cung tuyệt mạng lấy nhau cũng có tuyệt mạng đâu. Nên phong thủy, cái môn phong thủy này ở Singapore nó áp dụng trong các trường đại học, tức là nó là môn chính thức để dạy trong các trường đại học, đặc biệt là đại học kiến trúc. Bộ môn kiến trúc là nó bắt buộc phải học. Thì khi mà tôi sang Singapore cũng có sống ở đó được một thời gian, thì tôi thấy cái chung cư nào của nó cũng thoáng hết. Chung cư nào của tụi nó cũng có hồ bơi riêng hết. Gió cứ vù vù, nắng cứ vào, thì tôi mới nghĩ là à, vậy là hướng chắc gì đã quan trọng, mà chính là nó phải làm thế nào để lưu thông được nắng gió và có nước để cho người ta rèn luyện sức khỏe. Vậy là phong thủy nó phải giúp sức khỏe của chúng ta trước cái đã. Còn cái phong thủy mà chúng ta học theo hàng nghìn năm mà chúng ta không kiểm chứng được, ví dụ cái nhà này cửa thì phải bao nhiêu cm, chỗ này là thiếu 2 cm phải đập đi làm lại, rồi cái bếp chỗ này xoay hướng này không đúng phải xoay đi bao nhiêu độ, thì những cái đó thú thực là tôi không kiểm chứng được, nên tôi vẫn rất nghi ngờ đó. Tuy nhiên nó có một cái lý luận như thế này trong phong thủy này. Trên cái trái đất của chúng ta, những cái gì thuộc về dương giống như là cái ngọn núi, những cái mạch đá nó chảy ngầm rồi nó trồi lên trên mặt đất, nó giống như là cái cục xương là dương. Còn đất thịt mà nó đắp lên thì nó giống như thịt của mình. Còn những cái dòng nước ngầm chảy ở bên dưới thì nó giống như là máu của mình. Nhưng ẩn chìm bên cạnh những cái dòng nước ngầm đó, nó còn có những cái dòng khí ngầm nó chảy, thì nó gọi là khí. Thì đôi khi những cái dòng khí, những cái dòng nước nó chạy ra những cái dòng năng lượng tích cực như nào tôi không biết, mà nó hội tụ ở đâu thì người ta gọi đó là long mạch. Thì cái này thu thực tôi chịu, tôi không biết được. Chắc là phải hỏi Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm rồi mới biết được. Rồi, một cái môn nữa là môn thiền. Môn thiền là một cái môn rèn luyện về tâm thức, về tinh thần, về tâm trí của chúng ta. Các bạn để ý là mỗi một buổi sáng các bạn cố gắng dậy sớm chạy bộ khoảng 15 phút nửa tiếng. Rồi buổi chiều về các bạn đi đánh tennis, đi bơi. Vậy đấy là các bạn rèn luyện về thân khỏe. Còn các bạn đâu có rèn luyện về tâm khỏe đâu. Cả ngày chúng ta đi làm lụng kiếm tiền về để mua đồ về ăn, để mua đồ về mua sắm. Rồi lại chịu khó đi chạy đi bơi một tí cũng là nuôi thân thôi. Một cái là để cho cái thân nó ăn, mua cái giường đẹp là để cho cái thân nó ngủ, cái nhà to cho cái thân nó được ở bên trong. Vậy cái gì nuôi tâm, cái gì rèn tâm? Thế giới bây giờ thiếu cái này. Nên chúng ta mới thấy là cái môn thiền khi nó chui vào cái xã hội của phương Tây thì nó phát triển rất nhanh. Nó chỉ mới chui vào được khoảng 20 năm nay thôi mà nó phát triển dữ dội luôn. Ở bên Mỹ bình quân 1 triệu dân có một trường thiền, một nơi dạy thiền. Ở Việt Nam mình có 100 triệu dân thì có khoảng 5 nơi dạy thiền. Còn ở bên Mỹ nếu 100 triệu dân nó phải có 100 cái trường dạy thiền. Đó là lý do vì sao mà các bạn bây giờ đăng ký thiền gần như khó đăng ký. 3 tháng mới đến lượt, 6 tháng mới đến lượt, vì thế. Đây là cái môn rèn luyện về tâm. Xã hội ngày nay chúng ta bị trầm cảm, chúng ta bị mệt mỏi vì chúng ta bị xoáy vào vật chất nhiều quá. Trầm cảm mệt mỏi thì đương nhiên ly hôn và xung đột nó xảy ra. Nên rất nhiều người nhờ thiền mà gia đình nó gắn kết trở lại, nhờ thiền mà công việc nó thuận lợi, và nhờ thiền mà người đó bình an. Thiền là một cái môn thụ động hay chủ động? Thắp nhang lạy mấy cái có được gọi là thiền không? Hay là thiền là các bạn phải bỏ công ra học, rồi bỏ công ra ngồi thiền, rồi bỏ công ra sửa tâm, bỏ công ra đi thiền gọi là hành thiền. Rồi chúng ta hiểu về thiền, chúng ta mang nó vào trong đời sống của mình, trong đi đứng nằm ngồi, trong ăn uống, trong sinh hoạt, để chúng ta sửa tâm trong từng giây phút. Thì cái đó là cách rèn luyện tâm thức đó, nó rất chủ động. Thì cái này nó gọi là thiền chánh niệm. Thiền chánh niệm.
Cái món thiền chứng niệm này này, bên phương Tây nó gọi là mindfulness. Thì mindfulness là một trong những cái phương pháp để rèn luyện chỉ số cảm xúc tốt nhất hiện nay. Tất cả những nhà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới đều đi vào rèn luyện thông qua thiền chánh niệm. Mà cái Google nó sinh ra một cái quyển gọi là Search Inside Yourself đó. Người nào đi học thiền sau khoảng 1 đến 2 năm mà trí tuệ không tăng, đạo đức không tăng thì người đó học thiền bị sai cách. Học về thiền là trí tuệ nó tăng, và học về thiền là đạo đức nó tăng. Vì đạo đức nó tăng nên mình sống bình an hơn, mình sống dễ thương hơn, mình sống ít xung đột hơn. Vì trí tuệ nó tăng nên công việc mình làm nó có chiều sâu hơn, nhìn nhận cuộc sống sắc bén hơn, nhìn nhận cuộc sống bao dung hơn, là người có trí tuệ và có đạo đức được tăng. Còn nếu mà các bạn học thiền mà thấy những hiện tượng lạ mà trí tuệ đạo đức chưa tăng thì nó chỉ là giai đoạn trung gian thôi. Cái hiện tượng lạ nó chỉ là giai đoạn trung gian thôi. Lát nữa mình sẽ nói cái vấn đề đấy. Nên học thiền một thời gian thì những cái ác trong tâm nó giảm dần, ngăn dần cái ác và tăng dần cái thiện, và tâm ý nó trong sạch dần, là người đó học thiền đúng cách. Đây là công thức để đo người đi học thiền đúng hay sai. Các bạn cứ dùng công thức này. Việc ác họ có giảm dần không? Việc thiện họ có làm nhiều dần lên không? Và tâm ý họ trong sạch dần đi không? Là thấy rất rõ. Đó. Thiền là một phương pháp giúp tâm trong sạch, không phụ thuộc vào tôn giáo. Theo các bạn, tập đoàn, những cái tập đoàn lớn của nước ngoài giống như Google, hàng trăm nghìn cán bộ công nhân viên học thiền, mà Google thì đặt ở Mỹ. Vậy theo các bạn thì nó có bị kẹt vô tôn giáo không? Người Mỹ là theo Tin Lành và theo Thiên Chúa giáo rất nhiều. Vậy tại sao chúng ta đưa thiền vào trong giáo dục, vào trong trường học thì phụ huynh của người Việt lại bảo trường này theo tôn giáo? Tại sao? Có phải do chúng ta không hiểu không? Không hiểu nên chúng ta mê tín. Còn nếu chúng ta hiểu, chúng ta đâu bị chuyện đấy. Người phương Tây họ có cái hay là họ tìm hiểu rất kỹ trước khi họ đưa vào. Khác tôn giáo kệ, nhưng nó là một phương pháp hay để luyện tâm, thì nó lấy phương pháp hay, lấy cái tinh hoa mang về. Nên các bạn học thiền không nhất thiết phải theo một tôn giáo nào cả. Cứ âm thầm đi học thiền để luyện thôi. Rồi, sang một món. Những bạn nào thắc mắc từng cái môn này này, các bạn cứ comment vào. Comment vào trong Facebook. Trong Facebook livestream hoặc là trong nhóm Zoom, các bạn cứ comment vào. Lát nữa ban tổ chức sẽ gửi lại nhá, gửi lại thì tôi sẽ trả lời cho. Đây là môn kinh dịch. Kinh dịch. Dịch là sự dịch chuyển, sự biến đổi. Trong đạo Phật nó gọi sự dịch chuyển, sự biến đổi gọi là vô thường. Còn trong kinh dịch thì nó gọi là lời dạy về sự biến đổi. Mà vũ trụ này thì nó luôn chuyển động, cơ thể này cũng luôn chuyển động. Từng giây, từng phút, từng tế bào nó thay đổi, từng suy nghĩ nó thay đổi. Xã hội này nó tương tác đấy, với nhau, nó thành ra cái sự chuyển động. Nên người nào nắm được cái quy luật của sự biến đổi này này thì người đó coi như là đang học kinh dịch đấy. Nên chúng ta để ý, bản chất khoa học cũng là một dạng nghiên cứu kinh dịch thôi. Kinh là lời kinh, tức là lời dạy, tức là cái gì mà được viết xuống thành sách. Nhiều người học, người ta gọi là kinh. Dịch là miêu tả về sự dịch chuyển, biến đổi. Hiểu được 64 cách mà nó biến đổi. Xã hội này nó có rất nhiều thứ biến đổi. Vũ trụ này cũng rất nhiều thứ biến đổi. Nhưng nếu mà học hàng nghìn thứ biến đổi thì chúng ta già, chúng ta chết cũng chưa học xong. Thì cổ nhân cách đây 5.000 năm, mà khi mà tôi đọc quyển kinh dịch này thì tôi đoán cái này không phải loài người viết. Quyển này nó kỳ lạ lắm. Các bạn cứ càng học đi sẽ càng kinh à. Thì tôi đoán cái này là của loài người còn sót lại, của loài người của thế hệ trước. Thế hệ trước mà nó văn minh rồi nó bị diệt vong á, nó còn sót lại những cái quyển kinh này.
nó miêu tả về quy luật của vũ trụ vận hành. Hiện giờ kinh dịch được dạy ở trên thế giới là hầu hết là để xem bói toán. Tức là cái loài người là cái gì cũng quy về bói toán ấy, vì chúng ta tò mò. Chứ chúng ta không nghiên cứu kinh dịch dưới các góc độ là quy luật vũ trụ để mình sống hài hòa với vũ trụ. Nên trong những cái quyển sách thì tôi thích cái quyển của ông Nguyễn Hiến Lê hơn, vì bản thân cái tựa đã nêu lên được cái triết lý rồi. Kinh dịch đạo của người quân tử. Chứ không phải là kinh dịch là để dự đoán, là để bói toán. Đây là một số cái hình ảnh về kinh dịch, các bạn hình dung. Đầu tiên là vô cực, nó nằm ở bên trên này này. Rồi nó sinh ra hữu cực. Rồi hữu cực này nó tách ra thành âm và dương, nó được ký hiệu bằng âm và dương. Và cái âm và dương này là không và một, nó cứ ráp lại với nhau, nó thành những cái chuỗi số. Thì người ta quy ước là thành 8 cái con số từ 1 đến 8 này. Thì nó gọi là càn khôn, càn khôn. Nên nó gọi là vũ trụ càn khôn. Càn khôn là trời đất đấy. Còn vô cực là ở trên trên này là một cái không có gì, sinh ra hữu cực là một cái có gì. Thì nó rất giống với một cái học thuyết của khoa học, cũng không chứng minh được, chỉ là một học thuyết thôi. Đó là học thuyết Big Bang, vụ nổ Big Bang. Vũ trụ từ một điểm mà không có gì biến thành có gì. Nên trong kinh dịch các bạn sẽ thấy có rất nhiều đặc điểm giống với khoa học vật lý ngày nay, rất giống. Sau đó các bạn mới ráp 8 cái quẻ này này vào trong một cái gương, xếp nó thành hình tròn, thế là nó thành bát quái. Xong các bạn treo cái gương trước cửa nhà, thế là bảo cái gương chiếu yêu. Thế là ngay cái ngày mà các bạn mua cái gương về treo trước cửa nhà là yên tâm, ma quái không vào nhà mình làm dối. Vậy bản chất cái gương này là gì? Là mua sự yên tâm về tâm linh. Chứ bản chất các bạn đâu có hiểu nó đâu. Giống như yên tâm về tâm lý thôi. Đó. Rồi nó đưa ra những cái quan điểm là về tiên thiên, về hậu thiên. Gọi là hậu thiên thôi cũng hàng nghìn năm rồi. Và đây là những cái quẻ chính của nó. Nó miêu tả. Cái này các bạn cứ mua cái quyển lên trên Google mà giờ chả phải mua. Kinh dịch đạo của người quân tử, enter cái nó ra file PDF. Đó. Thì đây là tôi miêu tả hai cái quẻ. Quẻ đầu tiên là quẻ nhu đi. Thủy thiên nhu. Nhu là nó viết tắt chữ nhu thuận, thành thực. Đã là nhu thuận thì phải nhu thuận trên nền tảng chân thành, chứ không được nhu thuận trên nền tảng gian dối. Gian dối là giả vờ nhu thuận thôi. Vậy nếu chúng ta bốc phải quẻ nhu là nó khuyến khích chúng ta làm một cái việc gì đó với một sự chân thành và biết nhu thuận. Ví dụ các bạn đi nhậu về 9 giờ tối mới về đến nhà, thì vợ gọi thì phải rất chân thành và giọng điệu phải rất nhu thuận thì lát nữa về nhà mới êm. Thì đấy là ứng với quẻ thủy thiên nhu. Còn nếu mà các bạn cương quát lên ầm ầm là thế nào về nhà cũng lộn xộn. Đấy. Còn đây là một cái quẻ là quẻ hàm. Nó nói về cảm tình, đặc biệt là cảm tình của nam nữ. Vậy là những cái bạn nào mà quen nhau xong chưa có khẳng định là yêu nhau, mới quen thôi, xong đi rút quẻ mà nó ra quẻ hàm, thì xác suất không sớm thì muộn tụi nó cũng yêu nhau. À, nó có những cái dấu hiệu đó. Nên cái môn kinh dịch này này, nó có 64 cái quẻ như thế này lận. Rồi nó ráp lại, nó hình thành nên những cái sự vật hiện tượng nó vận hành trong cái vũ trụ này. Nên cái môn kinh dịch rất kỳ lạ các bạn ha. Rồi môn nhân tướng. Môn kinh dịch là cái môn mà tôi học cũng được khoảng chục năm nay rồi. Hơn chục năm. Tôi cũng sử dụng được nhiều. Nói chung là tỷ lệ đúng chắc được khoảng 80%. 20% tôi xem vẫn bị sai. Chắc là vì mình xem không giỏi bằng những người chuyên nghiệp. Cái điều kiện mà các bạn xem kinh dịch này này, mà nếu mà các bạn không hiểu về nhân quả sâu, các bạn sẽ bị mắc kẹt vào kinh dịch. Còn nếu mà các bạn hiểu nhân quả, các bạn dùng nhân quả để giải thích quẻ kinh dịch thì ngắn vô cùng, dễ hiểu vô cùng, nhanh hơn rất nhiều. 64 quẻ các bạn luận ra nhanh. Rồi, môn nhân tướng. Môn nhân tướng là cái môn mà tôi đọc từ năm lớp 10, năm 1988 đến bây giờ.
Ngày xưa là tôi tò mò đến nhà thằng bạn, có một quyển sách khoảng 800 trang viết về nhân tướng. Quyển đó là quyển nhân tướng học của Hy Chương. Thế là mình lấy về mình photo nó ra rồi mình học. Lên đại học đi mua thêm vài quyển nữa. Cái giai đoạn mà lên đại học là những cái năm 91-92 là đi mua sách vẫn còn phải hơi lén lút một tí vì mới mở cửa. Sách về nhân tướng nó vẫn còn hơi bị nhạy cảm. Đến bây giờ thì các bạn ra tiệm sách chắc cả 100 quyển nhân tướng rồi. Sau đó tôi mới áp dụng trong cái vấn đề quan sát người thân, quan sát bạn bè. Rồi đến khi ra trường, làm doanh nghiệp, đi làm ăn thì chúng tôi tiếp tục quan sát nhân viên trong quá trình tuyển dụng, quan sát đối tác. Rồi có những cái đối tác mình rất tin họ nhưng tại sao 2 năm thì chúng ta lại chia tay? Có những nhân sự làm rất tốt, tại sao sau 1 năm thì họ lại nghỉ? Thì tôi cứ đúc kết lại dần, tôi so sánh đối chiếu với cả nhân tướng học. Thì sau khoảng hơn chục năm mình đúc kết, thì cái giai đoạn đầu là học nhân tướng mệt lắm các bạn, nó giống như là chui vào rừng nữa. Nhưng khoảng hơn mười mấy năm sau trải nghiệm trên rất nhiều trường hợp khác nhau thì tôi lại thấy nhân tướng nó đơn giản trở lại. Thì từ đó tôi mới đúc kết ra một điều là để đi đến được một sự đơn giản của một cái môn học nào đó thì chúng ta phải đi xuyên qua sự phức tạp của nó. Chứ đứng bên ngoài thì không bao giờ thấy sự đơn giản được đâu. Đứng bên ngoài mà các bạn nói nó đơn giản là chúng ta nói trên nền tảng hời hợt thôi. Phải đi xuyên qua nó, gỡ rối nó rồi thì mới dám nói nó là đơn giản được. Thì cái môn này này, các bạn mới thấy một cái khuôn mặt. Đây là một cái khuôn mặt và nó định vị thành 3 phần. Thành 3 phần. Thì 3 phần này nó gọi là tam đỉnh. Đây. Các bạn mới thấy này. Đấy. 3 phần này nó định vị là tam đỉnh. Thì đây là nó chia khuôn mặt mình làm 3. Cái đỉnh bên trên nó gọi là trán, thượng đỉnh, rồi đến mũi, trung đỉnh, rồi đến cằm, miệng là hạ đỉnh. Một cái nó thuộc về thời niên thiếu, một cái nó thuộc về cái thời thanh niên và một phần trung niên và một cái nó thuộc về thời về mình già. Vậy người nào mà tam đỉnh mà có cái sự hài hòa, tức là từ niên thiếu cho đến trung niên cho đến về già là nó hài hòa tức là nó may mắn. Nên các bạn để ý những cái người nam hay người nữ nào mà mặt mũi hài hòa, nhìn tương đối là đẹp, đẹp ở mức độ hài hòa nhé, thì cuộc đời của họ là hầu hết là may mắn. Còn người nào mặt mũi méo mó, tức là tam đình này nó bị méo này, thì nó méo chỗ nào thì cuộc đời giai đoạn đó nó lận đận. Ví dụ họ méo trán là niên thiếu nó lận đận, nhưng mà đã méo cái trán tức là não nó bị méo theo, vì trán nó là trí tuệ. Não mà nó méo theo là nguy hiểm lắm, là nó suy nghĩ méo mó cả đời. Đó. Rồi lỡ trán nó bị rô thì sao? Lỡ trán bị rô thì sao? Thì dư não. Dư não thì thích tưởng tượng, thích vẽ những cái kịch bản to hơn những gì mình có. Khi chúng ta tưởng tượng, chúng ta diễn kịch trong đầu, vẽ những kịch bản to hơn những gì mình có, thì mình không thực hiện được nó. Không thực hiện được nó thì mình tức, mình bất như ý và gây ra xung đột với những người thân của mình. Nên chúng ta mới thấy là những cái người nữ mà chán rô, mà mũi tẹt thì thường là hai đời chồng, thường. Hoặc là kết thúc một đời rồi không lấy luôn là rất nhiều. Nhưng nếu mà họ hiểu là do cái chán của họ rô, tức là họ hay tưởng tượng, họ hay đòi hỏi do cái sự tưởng tượng này ra, họ chỉ cần bớt tưởng tượng đi, tập làm việc thực tế hơn, khiêm tốn hơn, ít mong cầu, ít đòi hỏi đi, lập tức gia đình nó êm. Lập gia đình một lần nó êm cả đời. Đó. Thì cái môn nhân tướng này này là nó xem được phần nào của nghiệp lực quá khứ này, xem được mặt mạnh mặt yếu, may mắn hay khó khăn được phần nào, rồi nó định hướng để khắc phục cái khó khăn này. Rồi các bạn chọn bạn bè, chọn sếp, chọn nhân viên hay chọn người yêu tương đối được, tương đối thôi nha, phải có kinh nghiệm. Con tôi là học từ năm lớp 8. Đứa con gái lớn ấy, là tôi dạy nó mất 1 năm. Tức là lâu lâu cứ ngồi xem phim cùng với nó. Rồi đến cái đoạn nào gay cấn thì tôi mới hỏi đó, là nhân vật chính là ai, nhân vật phụ là ai, ánh mắt của nhân vật chính như thế nào, ánh mắt của nhân vật phụ như thế nào.
giọng nói của nhân vật chính như thế nào, giọng nói của nhân vật phụ như thế nào là dạy nó về thần và khí đấy. Hành vi của hai nhân vật như thế nào là dạy nó về nghiệp đấy. Hành vi nó là nghiệp đấy, thân nghiệp. Để rồi lát nữa nửa tiếng sau thì nó ra kết quả gì, yêu cầu nó đoán. Thế là nó cứ như thế nó đoán, thì một thời gian sau nó xem khoảng một năm thì nó là tự động là người nó biết xem nhân tướng học. Biết xem nhân tướng học thì nó chọn bạn mà chơi nó chuẩn. Thì trong nhóm bạn nó chơi sẽ phát sinh ra người yêu cái gì nữa. Rồi các bạn hiểu họ, hiểu mình và hiểu họ thì các bạn đối nhân xử thế nó dễ dàng hơn. Và các bạn để ý môn nhân tướng học nó bổ sung rất tốt cho sinh trắc. Bạn nào mà đi tư vấn tâm lý về sinh trắc vân tay mà thiếu nhân tướng học thì là phí đấy. Bây giờ giả sử sinh trắc vân tay của cái đứa con rất là tốt, nhưng mà ba mẹ mặt mũi thì cau có đay nghiến, ánh mắt thì dữ, giọng nói thì rít rít, tức là tâm tính khó chịu, ánh mắt thì dữ hung dữ, thì các bạn tư vấn kiểu gì? Lúc đó cuộc đời ba mẹ chi phối đứa con ít nhất 15 năm. Vậy là sinh trắc vân tay tốt chẳng có giá trị gì, vì cuộc đời ba mẹ nghiền nát nó rồi. Thì lúc này người tư vấn không phải là đứa con, mà người tư vấn là ba mẹ. Mà ba mẹ họ có đâu có làm sinh trắc đâu mà các bạn tư vấn. Các bạn chỉ đến chỉ làm tư vấn cho ba mẹ hiểu đứa con thôi, nhưng phải hiểu ba mẹ mới tư vấn cho con được. Nghề sinh trắc vân tay rất khuyến khích các bạn học nhân tướng học. Và dựa vào nhân tướng học các bạn hướng nghiệp được một phần nào. Một phần nào thôi nhá. Nhân tướng học mà đi sâu hơn một chút thì nó ra tâm lý. Tức là ẩn chìm dưới khuôn mặt này là tâm lý gì, tính cách gì. Từ đó các bạn phân bổ, sắp xếp nhân sự nó dễ hơn. Và các bạn để ý, DISC là một trong những cái mảng tâm lý học mà chúng ta hay dùng trong vấn đề kinh doanh, trong vấn đề chọn nhân sự, tuyển dụng. Thì các bạn để ý là DISC nó chỉ là một mảng khá nhỏ trong nhân tướng thôi. Ví dụ người tiếp D là nhân tướng nó khuôn mặt nó có hình thù gì, ánh mắt nó như thế nào, giọng nói nó ra sao, hành vi cử chỉ nó như thế nào, thì nhân tướng nó rất là rõ. Hoặc là tiếp I cũng thế, tiếp S, tiếp C cũng thế. Nhưng trong DISC thì nó không miêu tả được đâu là người trung thành, đâu là người phản phúc, đâu là người thông minh và đâu là người ngu si. DISC không giải được. Thì những cái này nhân tướng nó lại giải được. Vì nó giải được nên nó xây dựng đội ngũ nó sẽ dễ hơn. Nên những bạn nào mà làm chủ doanh nghiệp, hoặc những bạn nào mà làm team leader mà biết nhân tướng thì tuyển người và đào tạo sắp xếp người dễ hơn rất nhiều. Nhân tướng học là cái môn mà các bạn có thể học được mọi lúc mọi nơi. Đi ăn tiệc cưới nhìn trong cái bàn mình cũng được, đi uống cà phê trong cái bàn mình nhìn sang bàn bên cạnh cũng được, đi trên xe buýt cũng quan sát được, xem một bộ phim cũng quan sát được, mọi lúc mọi nơi. Chống chỉ định của nhân tướng học là gì? Là học máy móc dẫn đến mê tín. Đây là chống chỉ định. Tức là học không hiểu mà đã áp dụng thì nó sinh ra mê tín. Rồi, ở đây có 10 mục. Bạn nào đi hết 10 mục này một cách nhuần nhuyễn thì bạn đó không phải đi học nhân tướng nữa. Bạn đó trở thành chuyên gia về nhân tướng rồi. Cái chủ đề về nhân tướng học ứng dụng trong thực tế đời sống, trong về mối quan hệ, về chọn bạn, về xây dựng mối quan hệ vợ chồng, rồi chọn đối tác, rồi hiểu hơn về mình và về mọi người là buổi thứ ba. Ngày hôm nay là tôi chia sẻ cho các anh chị là buổi thứ nhất thôi. Buổi thứ nhất là nói về các món về tâm linh. Về để từ đó lát nữa chúng ta mới đúc kết tâm linh là gì và làm thế nào để rèn luyện được nó, làm thế nào để đi vào nó được. Nên cái này hẹn buổi 3, tức là ngày mai và ngày mốt á, ngày mốt á. Ngoài Bắc gọi là ngày kia, nhá, trong Nam gọi là ngày mốt. Đó, thì nhân tướng này, cái này hẹn lại ngày mốt. Đó, đây là nhân tướng hẹn tại buổi 3.